Chào mừng mọi người đến với Thế giới mê gì bằng Messine nhà tôi. Lần trước tôi và anh em đã cùng điểm qua phần 1 của top 10 phim siêu anh hùng hay nhất. Có khá là nhiều người đồng ý với danh sách đấy, mà cũng có người không. 9 người 10 ý mà. Nhưng mà chưa phải là tất cả, vẫn còn 5 phim khác vô cùng xịn sò đang chờ đợi được điểm danh đây. Vì vậy, tôi xin hân hạnh giới thiệu tiếp phần 2 với tiêu chí lựa chọn dựa theo quan điểm riêng của Messine tôi. Lần này thì cũng vẫn sẽ không có tiết mục mê hay chê, danh sách không sắp xếp theo độ hay mà theo thứ tự thời gian phát hành từ năm 2000 cho đến nay. Và xin lưu ý, sản phẩm này không phải là recap và không có tác dụng thay thế tóm tắt. Các anh chị em vui lòng nghe kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Nếu có tác dụng phụ thì tôi chỉ chịu trách nhiệm với việc các bạn mê mẩn Messine mà thôi. Còn bây giờ thì Messine, let's go! Iron Man, hay còn gọi là Bad Boy Hoàn Lương. Trai hư ăn không phải dễ, nhưng trai tốt ăn phải bảo vệ. Nếu như The Dark Knight là tượng đài nói chung của dòng phim siêu anh hùng, thì Iron Man 2008 là tượng đài nói riêng của Marvel, đánh dấu sự khởi đầu cho MCU. Phần đầu tiên về tay tỷ phú dân chơi Tony Stark miêu tả quá trình chuyển biến mục tiêu sống và làm việc của anh. Từ một kẻ sản xuất, buôn bán vũ khí tối tân đến một anh hùng sử dụng công nghệ để bảo vệ người dân, đất nước. Mà các ông có biết là Tony Stark và Robert Downey cả hai đều có điểm chung không? Cụ Stan Lee tạo ra Iron Man dựa trên Howard Hughes, người mà ông miêu tả rằng một trong những người đàn ông đa tài nhất ở thời đại này, một nhà phát minh, một nhà thám hiểm, nắm trong tay cực kỳ nhiều tài sản, một người đàn ông ga lăng. Vì vậy, đạo diễn Jon Favreau nhắm ngay chóc Robert Downey bởi vì cuộc đời của anh rất phù hợp với Iron Man. Mọi khoảnh khắc thăng trầm, lên voi xuống chó của Robert đều diễn ra trước mắt công chúng. Cả hai, một người thật, một nhân vật truyện tranh cùng nhau tìm sự cân bằng nội tâm mình để tiến xa hơn. Bản thân Robert Downey cũng tự nhận xét việc hóa thân Tony Stark là thách thức để biến một tên giàu có, chuyên xuất xưởng vũ khí, nghiện rượu và phụ nữ trở thành anh hùng đáng yêu. Kiểu là Robert lẫn Tony đều từng là Big City Boy, trai hư anh không phải diễn, nay trai tốt thì anh lại phải vào vai. Sự đồng điệu giữa hai cá thể đấy tạo điểm nhấn cho Iron Man 2008. Tony Stark đến với lý tưởng mới, cái mà trái tim anh biết là điều đúng. Thế là người sắt đã ra đời. Cơ mà mọi chuyện không dễ dàng cho lắm. Anh Hoàn Lương làm superhero biết bay, nhưng mà những chuyến bay đầu của anh thường là toang. Ví dụ, bù lại cuối cùng thì vẫn thành công, nhất là mối quan hệ tiến triển với Pepper Potts. Nhìn đông, nhìn tây, không bằng ngắm em một giây. Iron Man 2008 với Messine là một siêu anh hùng tiên phong mở đường cho MCU một cách thành công hơn cả sự mong đợi. Hình tượng Iron Man truyện tranh đã đủ nắm vị trí quan trọng trong lòng người hâm mộ rồi, bản phim còn làm bùng nổ hơn nữa. Các ông các bà có thể thích những phần sau này hơn, nhưng mà Người Sắt 2008 mãi trụ vững ở danh sách phim MCU hay nhất. Watchmen. Quả nhạc quá quen thuộc hay xuất hiện kèm mấy clip meme trên mạng này xuất phát từ bộ phim Watchmen 2009, chuyển thể dựa trên series truyện tranh cùng tên của Alan Moore và Dave Gibbons thuộc DC Comics và do Zack Snyder làm đạo diễn. Các ông hẳn là đã xem Dị Biệt hoặc là Maze Runner với thể loại dystopia, phản địa đàng, ám chỉ một thế giới, một xã hội phát triển theo cách đáng sợ, tiêu cực, ngược lại với utopia, thiên đường. Watchmen là dystopia. Bối cảnh tại nước Mỹ viễn tưởng vào thời kỳ chiến tranh Việt Nam những năm 1960 đến chiến tranh lạnh những năm 1980. Sự tồn tại của Team Watchmen và Dr. Manhattan ảnh hưởng đáng kể đến vòng tuần hoàn xã hội, chính trị thế giới. Họ đối lập với hình ảnh superhero chính chuyên, gương mẫu. Watchmen là một cú hích táo bạo giải phóng khuôn khổ siêu anh hùng. Khi tôi xem Watchmen, hình ảnh, âm thanh, các tuyến nhân vật và cách nhà sản xuất điều phối chúng kết hợp thành một trải nghiệm hình ảnh kỳ lạ đến mức gợi cảm giác như một quyển comic sống về tình trạng tiến thoái lưỡng nan của thế giới đang mất dần hy vọng. Thật ra phim chỉ có Dr. Manhattan sở hữu siêu năng lực quá bá, được gọi như là chúa trời, còn lại thì đều là con người như chúng ta cả, như là Ozymandias là người đàn ông thông minh nhất thế giới, The Night Owl là kẻ cực kỳ thành thạo về công nghệ. Rosas chỉ tìm thấy ý nghĩa của những hình mẫu có chăng tồn tại mỗi trong đầu anh ta. Hay Phil Spector 2 sống cuộc đời đầy rắc rối, thử thách thường gặp ở đời người. Với Messine, Watchmen là một trong những tuyệt tác của dòng phim siêu anh hùng, chẳng ngần ngại mạo hiểm với các yếu tố bạo lực,
tình dục, chính trị xã hội bưng nguyên từ comic lên và chúng vẫn liên hệ được với cả thế giới hiện đại. Phim khai thác khía cạnh rằng siêu anh hùng bản chất là những kẻ ngoài vòng pháp luật, đóng góp có, phá hoại cũng có nốt, họ không hoàn hảo. Watchmen làm được những điều đó, vượt qua ranh giới vốn tồn tại của thể loại superhero nên Messine tôi phải nhắc đến cái tên Watchmen trong danh sách top 10 này. The Avengers. Đây là màn debut của team siêu anh hùng Marvel nhằm ngăn chặn nữ quàng Loki lươn lẹo, lắt léo, lắm lời, thời vẫn còn kịp tắc oai tắc quái trước khi... Khi Loki âm mưu và thực hiện việc cướp khối Tesseract, dẫn đoàn quân Chitauri đến thôn tính trái đất, tổ chức SHIELD lập tức liên hệ, tập hợp các nhân vật có siêu sức mạnh, trí tuệ như là Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Hawkeye, Black Widow giải cứu trái đất, họ trở thành Avengers. Bộ phim thứ 6 của MCU có cơ hội xuất hiện nhờ vào sự thành công của Iron Man 2008. Năm 2015, Marvel Studios vay khoản tiền hơn 500 triệu đô từ gã khổng lồ tài chính Merrill Lynch đánh cược vào dự án Người Sắt. Thật tốt là nó không thất bại, tạo tiền đề và nguồn lực tài chính để các phim kế tiếp ra mắt, trong đó có cả The Avengers. Đội ngũ ekip và mỗi diễn viên đều làm tốt vai trò của mình. Những siêu anh hùng có năng lực, tính khí, ưu nhược điểm khác nhau kết hợp thu hút được số lượng fan cực lớn về cho nhà Marvel, thiết lập nhiều kỷ lục, doanh thu phòng vé. Theo tôi thì chiến lược giúp The Avengers bùng nổ là chú trọng vào tính đa dạng nhu cầu khán giả. Mỗi người có siêu anh hùng yêu thích của riêng mình. Thay vì bắt đầu dựng lên một đống phim lẻ tẻ không ăn nhập, Marvel Studios cho các cái tên cộm cán nhất ở dàn quân của mình ra trận và liên kết về một mối, đồng thời gom luôn cả sự chú ý, thời gian, tiền bạc của các fan vào đấy. Giờ thì tôi sẽ chia sẻ một số fact về The Avengers nhé. Chẳng hạn như là ở phân cảnh đánh nhau giữa hai anh em nhà Asgard, Tom Hiddleston đã kêu Chris Hemsworth bụp mình hết sức vì anh muốn cảnh quay trông chân thật. Và chuyện sau đó, bước đi đó mình nhầm cho mình đi lại nha. Nếu ai có để ý thì sẽ thấy thắc mắc Pepper đi chân không, còn Tony Stark lại mang giày ở trong nhà. Câu trả lời là Gwyneth Paltrow thời điểm này cao hơn Robert Downey vài cm nên là cô không mang giày giúp cho người sắt trông cao hơn. Chứ nếu không thì Iron Man lại phải ngước lên mà hôn Pepper quá. Với after credit cuối phim, Captain America chỉ chống cằm nhìn team Unsawarmer vì Chris Evans đang quay phim Snowpiercer và để râu. Đội trưởng Mỹ không thể mọc râu sau trận combat tại New York nhanh như thế được. Chris Evans càng không thể cạo hết đi. Phía nhà sản xuất tạo ra bộ hàm giả đặc biệt giúp anh che đi bộ râu, nên là anh chàng mới che vẻ bí hiểm như thế. Sơ sơ thế thôi, còn nhiều thứ thú vị nữa. Nếu các ông muốn biết thêm thì bình luận cho Messine biết nhé. Và tôi sẽ lên clip cho anh em. Spider-Man Into the Spider-Verse. Đại diện hoạt hình duy nhất trong top 10 Spider-Man Vũ trụ mới là bộ phim thỏa mãn tất cả các giác quan của người xem. Chuyện kể về cậu nhóc Miles Morales bất đắc dĩ thừa kế di sản người nhện từ Peter Parker, một siêu anh hùng sở hữu mạng nhện mạnh mẽ nhưng mà mạng bản thân thì lại đứt. Miles Morales bắt đầu luyện tập sử dụng sức mạnh cùng các người nhện từ không gian khác như là Peter bụng bầu, Gwen đầu cắt moi, Peter phim đen, Penny Weebu hay là xúc xích Parker 88% thịt. Lập thành team những con yêu nhện nhện chống lại mối đe dọa từ Kingpin. Vì là phim hoạt hình nên là góc khai thác và thể hiện nội dung rất tươi mới, hài hước và dễ chịu nhưng mà không kém phần kịch tính. Một nhúm nhện này tìm cách thấu hiểu nhau, tin tưởng khả năng của mỗi người, nhất là của Miles khi cậu chỉ là tấm chiếu mới. Như lời Penny nói, chúng ta không đơn độc, Spider-Man Into the Spider-Verse tựa như The Avengers phiên bản toàn nhện và nhện, cùng chiến đấu, cùng trở thành tri kỷ. Thông điệp phim muốn truyền tải là bài học trưởng thành, nhận biết sức mạnh đi liền với trách nhiệm hay là những lúc dã rời, mệt mỏi với bản thân, cảm thấy chán trường, buông xuôi. Nhưng đã là Spider-Man thì sẽ luôn đứng lên. Mỗi phiên bản người nhện có khó khăn riêng, quan trọng là đến cuối cùng họ chọn tiếp tục trách nhiệm và đam mê của bản thân. Ngay cả phản diện Kingpin cũng có điểm sáng, tuy cách thực hiện mưu đồ không thể đồng tình nhưng mà tôi đồng cảm cho nỗi đau hắn phải chịu khi vợ con mất dẫn đến nỗi hận Spider-Man. Kingpin chỉ khao khát mang vợ và con trở lại. Tôi khá là thích đoạn cuối khi Miles Morales tương tác với người xem. Những lời động viên, truyền cảm hứng khiến khán giả dễ ghi nhớ phim hơn. Với ai là fan cứng cựa của người nhện hẳn sẽ còn thích hơn nữa, kiểu là chúng ta cũng là tri kỷ của các siêu anh hùng này. Bên cạnh cốt truyện ngon ăn, âm nhạc là điểm nhấn mà tôi khuyên là anh em nên nghe hết list soundtrack của phim nhé, cực kỳ bắt tai. Hình ảnh phỏng theo những khung truyện tranh, lời độc thoại của nhân vật giúp khán giả thỏa sức tưởng tượng. Các gam màu sặc sỡ được phối ăn dơ với nhau tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ chứ không hề chói mắt.
tất cả đủ gây ấn tượng với Messine tôi. Avengers Endgame. Hồi kết video hôm nay cũng là hồi kết của hội anh hùng thượng võ chính nghĩa nhưng vẫn đánh hội đồng một lão nông dân đói ăn đến mức tím da. Đúng nghĩa, khi bọn tao bâu mày thì mày bay màu. Nói chứ tôi vẫn còn giữ cái cảm giác khi xem xong Endgame, choáng ngợp. Mặc dù chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige khẳng định chính Spider-Man Far From Home khép lại Phase 3, nhưng mà với Messine, vị trí đó thuộc về Endgame, đỉnh điểm hành trình tầm 11 năm với biết bao liên kết gắn bó giữa các siêu anh hùng với nhau và với người hâm mộ. Xứng đáng với kỳ vọng ngay cả trước khi trình chiếu, Endgame xoay chuyển cảm xúc của khán giả nhờ sự cân bằng câu chuyện các nhân vật, giúp khó khăn, đau đớn, hạnh phúc của họ chạm đến ngóc ngách tâm trí của chúng ta. Từ khoảnh khắc Gamora nhận ra mình đang vui vẻ, hạnh phúc, khác xa cuộc đời khắc nghiệt, cô đơn bên cha mình, một Pepper Potts mặc chiếc áo giáp chiến đấu cùng chồng, Tony thì gặp được cha và nói lời tạm biệt anh hằng mong ước, hoặc là cú sốc mang tên Black Widow và sự hy sinh của cô ấy, hẹn gặp lại sau một phút nữa nhé. Rồi một phút ấy là mãi mãi. Và những giây phút chiến đấu bầm dập, ăn đòn ngập mặt nhưng mà tuyệt đối không bỏ cuộc của các siêu anh hùng, cho đến khung cảnh toàn bộ lực lượng siêu anh hùng xuất hiện, dồn tổng lực tấn công quân Thanos vì sinh mạng của bản thân, của trái đất. Lời vĩnh biệt mọi người của Iron Man khi đã hoàn thành sứ mệnh và dùng hologram nhắn lời yêu thương cho con gái. Đến cuối cùng, một Steve Rogers, già cỗi, thỏa nguyện được sống với người anh yêu, trao lại chiếc khiên con cưng cho Falcon, tin tưởng đồng đội sẽ đảm nhiệm tốt hình ảnh đội trưởng Mỹ. Từng cung bậc, ảm đạm, bi thương, ngỡ ngàng, sung sướng, yên bình, trải dài suốt hơn 3 tiếng đồng hồ của Endgame. Dĩ nhiên là vẫn có nhiều hối tiếc, mất mát khó mà lãng quên. Endgame vẫn làm quá tốt trong việc đồng hành cùng cảm xúc của khán giả. Thế là đủ. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, MCU tiếp tục giữ vững tinh thần này và chúng ta sẽ gặp lại những nhân vật mình yêu thích. Và đó là top 10 chủ đề siêu anh hùng mà Messine muốn giới thiệu cho anh em. Tất nhiên là vẫn còn rất rất nhiều phim và series hay ho khác mà chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau. Bình luận luôn cảm nghĩ của anh em về video hay bất kỳ lời góp ý nào cho Messine. Nếu các ông muốn tôi review tác phẩm nào thì cho tôi biết nhé. Trước khi tạm biệt, hãy ngó nhẹ xuống và nhấn like, share, đăng ký kênh ngay để đón xem sản phẩm tiếp theo của Messine nhé. Động lực làm việc của tôi đấy. Hãy nhớ, mê gì chi bằng Messine, còn mê gì khác là tôi dỗi nhá. Hẹn gặp lại, see ya!